Chào các bạn, mình là Thanh Trà. Thì hôm nay mình sẽ cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy BSP khi mà mua bên mình và cái cách chép game vào cái máy này. Thì cái máy hôm nay mình nói là cái máy BSP 2000. Thì cái dòng BSP thì nó có 4 đời máy, 1000, 2000, 3000 và cái dòng BSP Go nắp trượt. Bốn cái dòng này thì nó kết cấu cấu hình nó chơi game như nhau. Mình sẽ có một cái video riêng nói về phân biệt bốn cái dòng này. Hiện tại video này mình quay là vào 29 Tết. Thì cái dòng mình hiện tại mình chỉ còn BSP 2000 thôi. Thì mình sẽ có cái video sau, mình sẽ phân biệt cho các bạn xem giữa bốn cái đời máy BSP này. Thì đơn giản thôi, cái máy này sử dụng là mình bật cái nút nguồn bên tay phải power nè. Thì nó sẽ báo lên cái đèn xanh. Khi mà các bạn sạc thì các bạn gắn cái chu sạc màu vàng ở đây, thì gắn vào thì nó sẽ báo cái đèn đỏ. Khi mà đèn đỏ tắt là sẽ đầy pin. Ở đây là nó báo pin của bạn. Đây là cổng này là có thể là kết nối để chip game. Đây là bật cái wall lan lên là để mình kết nối hai máy mình chơi với nhau. Cũng khá đơn giản. Hãy nhớ là nó sẽ nằm bên tay trái. Mình nhấn ra rất là đơn giản. Thì nhấn vào nó sẽ báo. Ở đây là nút analog, nút phím điều khiển. Đây là nút X, O, vuông, tam giác. Đây là nút chỉnh tăng độ sáng, nút vuông nè các bạn thấy không? Đây là chỉnh tắt âm lượng, Start Select, nút tăng giảm âm lượng, nút Home là để hack game. Pin thì sẽ nằm ở bên tay phải của mình. Đó, mình nhấn ở đây là mình mở được cái pin. Đây là cái nắp bỏ đĩa. Thì ngày trước BSP nó chưa có hack được thì mình phải dùng cái đĩa gốc. Khi mình mua cái đĩa gốc thì nó sẽ rất là tốn tiền. Nên bây giờ mình hack được rồi thì mình chép game nó sẽ đỡ tốn tiền hơn. Nãy như mình hướng dẫn là bật cái máy ở đây. Rồi lúc nào là game mình chơi là nó cũng sẽ nằm ở một memory stick này hết á. Mình bấm nút X, X hoặc O tùy đời máy. Rồi mình vào đây. Nếu như mình bật cái máy của mình lên á, mình không thấy cái game nào hết, thì mình sẽ chọn cái mục Roll Fast Recovery. Là mình nó tự động nó sẽ chạy lại hết, là nó sẽ có game trở lại. Ở đây là cái game BSP bên mình đã cài sẵn. Có cả bét đồ này là Naruto, God of War. Đây là bét 2022. Mình vào thử game này ha. Dòng BSP hack full bên mình á thì nó sẽ chơi được cái game BSP PS1, game 4 nút, game đĩa mềm, đĩa vuông, game SNES, game Sega, game Hùng, game Boy. Chơi được khá là nhiều hệ. Tùy theo game bạn muốn chơi là game gì thôi. Ok, bấm X và là vào game. Đây mình đang test game bet. Nhấp đại 4 chữ. 7 1 2 3 4 5. Vào game mình chơi thôi. Bet 2022. Đồ họa con BSP này tương đối là bây giờ hiện tại thì còn chơi vẫn ok. Game nó là nhiều nhất, nhiều hơn cả con Vita nữa. Vita mình thấy rất ít game hay, tùy mấy bạn thôi. Nhưng mà đồ họa game Vita nó sẽ cao hơn con này nhiều. Bây giờ hóa game mình nhấn Home. Chọn cái này. Đây là tiếng Bồ Đào Nha. Khi mà mình chơi mấy game khác nó thường thường nó sẽ là tiếng Anh. Thì mình chọn Z là hack game. Rồi tiếp tục. Đó game nãy mình vừa thử nó là game BSP. Bây giờ mình thử một game PS1. Đó là game đua xe gà. Game này cũng khá nổi tiếng. Mình đợi nó lag vào trong. Khi mà mình vô cái game bếp 1 á, thì màn hình nó sẽ nhỏ lại. Mình muốn nó to ra đó. Thì bây giờ mình chỉnh nè. Nút Home. Rồi chọn cái chữ Order Setting. Bấm X vào. Rồi nó đang Original nè. Bấm X vào. Full Ring. Đó. Cơ bản của nó chỉ là 43 thôi. Bây giờ mình chỉnh nó là 16:9 thôi. Thì màn hình nó sẽ to ra.
khóa game. Quýt nè. Yes. Ok. Đó là game bếp 1. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm một cái dòng game, đó là game bốn nút. Ok, mình sẽ chọn cái mục Netergy. Đây, mục Netergy. Các bạn thấy không? Netergy bấm X. Máy bên mình khi mua là sẽ được cái ốp trong bọc máy sạc hệ nhớ 32GB. Đây, mình bấm vô đây là mình bấm O. Chọn cái chữ ROM. Các bạn thấy chữ ROM phải không? Bấm O. Ok. Rồi, đây là xếp từ A tới Z. Thì mình chơi game nào thì mình bấm O là nó sẽ vào game. Nó xếp từ A tới Z, dụ như con cha là nó sẽ nằm chữ C. Mario là chữ S. Đây, con cha bất tử, bấm O. Rồi, mình vô trong thấy màn hình nó nhỏ không? Mình muốn to ra thì mình gạt cái gù, gạt bên phải. Đó, nó sẽ to ra. Đó, tương tự vậy thôi, cứ nhỏ mình cứ gạt to ra. Đó. Khóa game thì mình nhấn gù bên trái. Rồi, back to room list nè. Bấm O là nó sẽ quay trở về cái menu game, cái list game này. Còn mình muốn khóa ra ngoài luôn thì mình chọn này. Rất là đơn giản. Khá là đơn giản ha. Rồi, ngoài ra nó còn cái game SNES. Mình sẽ vào thử cái game SNES nha. Game đi vuông ấy. Đây. Ok. Rồi, chọn cái mục ROM. Ây da, bấm Bicoforma. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình nha. Đây là video thứ hai của mình. Thì sắp tới sẽ ra rất là nhiều video nữa. Đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các máy khi mà mua bên mình và cách mà tải game vào cái máy của đó. Nó cũng đơn giản. Ở đây mình muốn khóa game á, mình không được nhấn home nha. Nhấn hai nút LR trên đầu nè. Không được nhấn home, exit. Nhấn home cũng được nhưng mà nó sẽ khóa game nó rất là lâu. Ok. Còn một dòng game nữa là game hùng, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chép game, tải game vào máy của mình. Đây, ví dụ mình thử vào cái game bộ đội. Bấm select nè, bỏ cái đồng xu. Khóa game thì mình nhấn nút home. Chơi game khác. Bấm return to browser. Còn muốn khóa cái luôn exit emulator. Đơn giản vậy thôi. Sạc thì nãy mình có, lúc đầu mình có nói game vô nó sẽ báo đèn đỏ, tắt đèn đỏ là nó sẽ đầy pin. Bây giờ mình hướng dẫn cách chép game. Tắt máy nè, mình rút hệ nhớ bên tay trái ra. Đó, đây là SD. Đơn giản thôi. Không có gì khó hết. Mình rút cái hệ nhớ ra.
Đó, hẹn hết đây. Sau đó mình gắn vô cái đầu đọc thẻ nhớ. Hoặc là các bạn nào có cáp cáp mà USB thì các bạn cũng có thể gắn vô cáp USB, gắn trên cái đầu ở trên này, gắn kết nối với cái máy tính của mình. Cũng khá là đơn giản. Rồi bây giờ mình gắn vô cái máy tính của mình. Đó, nó báo. Ok. Đổi hướng về cái màn hình của mình. Ok, nhìn khá là ok. Rồi. Bây giờ đây, cái hãy nhớ của mình cắm vào máy tính nó sẽ hiện lên những mục như này. Khi mình chọn game BB thì mình sẽ để ở đây một ISO. Ở trong một folder ISO hết. Cái game mà trong BB, trong game thì ở đây là sẽ chứa game hùng là CBS1, FBA là sẽ chứa game hùng. Ở đây là game Netter này, là game bút nút này. ROM thì tất cả các ROM nó sẽ nằm ở đây. Đó, game NES thì tương tự nó sẽ nằm ở đây, ROM. ROM. Các dòng game á mình cứ search là BB ROM, BB1 ROM, NES ROM, NES ROM là mình sẽ chơi được. Còn ở đây là game BF1, đu của nó sẽ là eBoot nè. File của nó eBoot là tất cả các hệ giả lập thì nó sẽ nằm ở trong BSP game hết. Ok. Rồi bây giờ mình tải thử một trò game BB. BB thì mình sẽ search là BSP ROM. Mấy trang kia nó sẽ tương tự như vậy thôi. Thì trang mình thường đau á là trang CD ROM. Thì cái trang này tốc độ tải nó rất là nhanh. CD ROM này các bạn là full filter nè. Cái nó chia cho mình cái thể loại chơi. Mình muốn chơi thể loại nào thì mình cứ nhấp vào thôi. Ví dụ như mình chơi action, chơi hành động nè. Đó, giờ mình tải Mega Man. Đó. Mình bấm vô đây thì nó sẽ tự động nó tải về. Mình có một cái file mình tải sẵn. Đó, đó là cái file MBA. Mình chỉ cần nhấp chuột phải, mình dễ nén eject here hoặc là dễ nén ở đây thì nó sẽ ra được cái file ISO này. Rồi mình copy nó. Copy vô cái hệ nhớ của mình, một folder ISO trong đây là mình chơi được. Nó rất là đơn giản. Rồi, tiếp theo đó là ra mình tải cách tải game BS1 vào cái máy game BB này. Thì mình sẽ search là BSX eBoot. eBoot, BSX eBoot thì nó vẫn sẽ là một cái trang CD ROM thôi, không còn trang nào khác có file eBoot hết. Trong đây thì nó cũng có cái filter lọc ra các hệ game cho mình chơi. Cơ bản cái hàng BSX đó, nó là file ISO, nhưng mà mình sẽ xài phần mềm để mình convert nó ra file eBoot. Nhưng mà cái trang này á, là nó file eBoot là tất cả nó convert ra sẵn eBoot cho mình hết. Mình chỉ việc copy thôi chứ mình không còn làm cái gì nữa mà nó rắc rối. Rất là đơn giản. Quá đơn giản luôn. Không biết khó cái gì nữa. Ok, gửi loại nè. Đó, mình bấm vào mình download thôi. Thì mình download về nó vẫn là một cái file nén. Khi mà mình giải nén á, thì nó ra được cái file folder như lúc nãy. Đó là game Busega. Mình copy nó vào trong đây là mình chơi được. Nhớ nghe, lưu ý là cái tên game ở ngoài á, nó không quan trọng. Mình bấm vô trong là cái SSLoot nè, mình thấy không? Khi mà để trong một cái folder nào đó có file eBoot thì nó mới chạy được. Các bạn lưu ý nha. Đó, đó là cái game BF1. Còn TMBA là game Boy. Đó, cái hệ máy đó mình cứ sạch tải về mình giải nén mình chơi được hết à. Như net nè, net ROM. Trang nào mình đâu cũng được, net nó rất là tải lẹ, mấy game net tải rất là lẹ. Mà net mình tải rất là nhiều, bạn nãy không có cần thêm nữa. Quá là nhiều. Net có hình ảnh đồ cũng rất là nhiều. Chơi cái gì cũng được. Rồi, đơn giản là thế thôi. Khi mình tải xong, đó, hãy nhớ của mình. Mình tải xong rồi mình bấm eject ra thôi. Đó, rút hãy nhớ ra. Ok. Rất là đơn giản đúng không? Rút hãy nhớ của mình ra. Rồi xong mình lắp lại vào trong máy của mình. Đó. Các bạn có thắc mắc gì á thì cứ comment vào bên dưới thì mình sẽ trả lời giải đáp thắc mắc cho các bạn. Thì các bạn có hỏi em gì nữa đó thì mình sẽ làm một cái video nói về những cái vấn đề đó. Thì video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem.